Chào mọi người, hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề vì sao BSG tấn công tệ đến như vậy. Fan BSG có thể lấy sự đen đủi để bào chữa cho thất bại của họ trước Dortmund. Tuy nhiên thì họ cũng không thể phủ nhận sự đơn điệu trong cách tấn công của đại gia thành Bajic. Và một lần nữa thì Enrique lại gây ngạc nhiên với chính điều chỉnh chiến thuật trong trận lượt về của Champions League. Ở trận gặp Real Sociedad, Enrique sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Baloka và Mbappe đá cặp tiền đạo. Trên sân Barca, ông bố trí Mbappe đá cao nhất trên hàng công, còn Barcola và Dembele đá rộng ở hai cánh. Trước đó, Enrique cũng từng thử cặp tiền đạo Muni và Mbappe, đồng thời sử dụng Asensio đá tiền đạo ảo. Sự trở lại của Ramos là một bất ngờ. Đây mới là trận thứ hai anh đã được đá cặp tại Cúp châu Âu mùa này. Suốt cả hành trình Champions League, Enrique liên tục thử nghiệm các phương án tấn công chưa tìm được sự ổn định. PSG thường thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp 1 và phải nhờ đến sự tỏa sáng các cá nhân để giải quyết trận đấu ở hiệp 2. Dù được lựa chọn để tăng cường khả năng đánh đầu và tạo áp lực trong vòng cấm, chứ Dortmund thi đấu với sơ đồ là hai trung vệ. Ramos lại phung phí rất nhiều cơ hội. PSG gặp khó khăn trong việc đưa các cầu thủ chạy cánh vào những tình huống một đối một và triển khai lối khai bóng an toàn với việc kéo Rui sang cánh trái, vừa hạn chế khả năng phản công của Sancho nhưng cũng đồng thời khiến sức tấn công trung lộ bị suy yếu một cách rõ rệt. PSG thực hiện tạt bóng nhiều nhưng không có cầu thủ tấn công cánh phía cột hai hoặc tiền vệ lao vào vòng cấm. Tổng cộng 15 quả bóng tạt trong hiệp 1 là một con số nhiều nhất của PSG tại một trận knockout trên Champions League kể từ tháng 5 năm ngoái, 16 quả tạt trước Man City, nhưng pha chồng biên sở trường của Hakimi cũng trở nên mờ nhạt. Dù tung ra 25 cú dứt điểm không trúng đích và thành tích tệ hại nhất của PSG tại một trận knockout châu Âu kể từ mùa 18-19, đây là một đội bóng trẻ, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh so với Dortmund. Màn trình diễn của tương ngạt nhòa của PSG thực sự đáng thất vọng khi họ biết ghi bàn trong chuỗi 24 trận sân nhà liên tiếp trước đó. Tuy vậy, trận gặp Toulouse tại Ligue 1 vào cuối tuần này, nhưng đây chính là màn chia tay trên Ligue 1 mà chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG. Mặc dù không phải lúc nào Mbappe cũng được nhận sự yêu mến tuyệt đối từ các fan PSG suốt thời gian ở Brazil, nhưng anh vẫn được sự tôn trọng và vai trò thủ lĩnh của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Pháp. Trước trận đấu, khi đội hình ra sân được sướng tên, Mbappe là một cái tên được cổ động viên mà được hò reo nhiều nhất. Tuy nhiên thì kịch bản trận đấu lại không diễn ra như mơ. Suốt cả hai lượt trận, Mbappe đều không thể tạo được sự đột biến. Ở lượt đi trên sân Signal Iduna Park, anh từng có cơ hội với cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc tìm trong còn trong trận lượt về, chỉ một cú volley táo bạo từ xa và cú sút chạy không thành từ ngoài vòng cấm 30 m. Dortmund xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn về cách họ khóa chặt Mbappe. Ngược lại thì PSG sẽ phải nhận nhiều chỉ trích vì thiếu sáng tạo trong những pha bóng cuối cùng, dẫn đến phải sử dụng những đường bóng dài và không tìm thấy người kết nối. Đó không phải là phong cách chơi của Mbappé.